Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu cái cách làm món pasta gồm có tôm này, gồm cà rốt và cách dùng nước sốt này. Đây là mình đã luộc cái vỏ tôm ra đây rồi mình trộn với cà rốt rồi mình xay ra. Bỏ cái nước sốt này vào nè. Để mình bỏ cỡ khoảng 2 muỗng thôi. Bỏ thêm một chút nước vào đây cũng là nước khô đấy. Ok, giờ mình bỏ phát ta lên. Kênh YouTube của mình nhé.